Chào các bạn. Tiếp đến với các video giới thiệu về các cái kit thì hôm nay mình xin giới thiệu về một cái kit, đó là kit STM XP Studio. Đấy, trông khá là đẹp mắt. Đấy, thì bộ sản phẩm có kèm theo một tủ pin CR1220. Thì đối với bộ kit này, các bạn tức là nó dành cho các mọi người nghiên cứu và học tập về cái dòng vi điều khiển, cụ thể là STM32. Thì mình xin giới thiệu qua về các cái phần trên bộ kit này nhé. Thứ nhất là cấp nguồn. Thì các bạn có thể cấp nguồn qua jack DC ở đây, 5V, hoặc là qua hai cổng USB. Cổng USB bên này và cổng USB tu con ở bên đây. Rồi. Và bộ kit sử dụng dòng vi điều khiển đó là STM32, cụ thể là STM32F103C8T6. Và nó sẽ hỗ trợ các cái chuẩn nạp như sau. Thứ nhất là chuẩn nạp SWKD. Thứ hai là chuẩn nạp Z-Tab. Thì trên thị trường hiện tại có các cái mảnh nạp như ST-Link, Z-Link, U-Link. Và phía trên là các cái chân, các cái răm da của các cái chân vi điều khiển để các bạn phục vụ doanh nghiệp kết nối với các cái ngoại vi ở bên ngoài. Ở bên đây, sang phía bên góc tay phải là các cái răm để các bạn lấy nguồn ra, VDD và GND. Tiếp đến là một cái chân trở để các bạn có thể kết nối với lại DS18B20 để đọc nhiệt độ, theo dõi nhiệt độ. Đấy. Và phía dưới đây có 4 led đơn là D7, D8, D9, D10. Các bạn sẽ hiển thị các cái trạng thái. Nút nhấn đơn. Để cắm pin để phục vụ cái chức năng RTC. Và dưới cuối cùng là một cái cổng giao tiếp USB to COM. Thì cụ thể ở đây là sử dụng USB to COM con IC là BL2303. Còn một phần nữa, đó là một cái khá quan trọng đối với dòng vi điều khiển STM32, đó là các cái chân bút. Ở đây có các cái răm này để các bạn sẽ chọn các cái chế độ của bút 0 và bút 1. Bên cạnh cũng có ký hiệu khá là rõ và trực quan. Đằng sau có một cái socket cắm thẻ nhớ. Đây, socket cắm thẻ nhớ để các bạn giao tiếp với lại thẻ nhớ, đọc và ghi dữ liệu của thẻ nhớ. Okay. Thì trên đây mình vừa giới thiệu nhanh cho các bạn về cái bộ kit STM XP Studio. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Chúc các bạn thành công trong cái việc nghiên cứu và học tập dòng vi điều khiển STM32. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến những video của nhóm. Hãy comment những gì bạn muốn và đừng quên like, share và subscribe cho nhóm nha. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.